Ngày 13 tháng 11 tại Ủy ban nhân dân xã Đông Phong, Công an huyện Yên Phong tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Tại hội nghị, lãnh đạo công an huyện đã thông báo tóm tắt tình hình và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện. Với tinh thần dân chủ công khai cởi mở, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân. Theo đó, đa số các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà công an huyện Yên Phong đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó là những ý kiến đóng góp về việc cần tăng cường hơn nữa biên chế cho công an xã, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở, vân vân. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Khắc Trình, Trưởng Công an huyện Yên Phong, thay mặt Đảng ủy lãnh đạo Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp trên, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm và văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và trong phục vụ nhân dân. Các ý kiến đóng góp của người dân đã giúp lực lượng Công an huyện hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng hình ảnh về người cán bộ công an, kỷ luật, kỷ cương, nêu gương trách nhiệm hiệu quả, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.